Đèn live stream, ma giá trị bằng bác cúc tà tưa. Chuyện là mấy hôm nay tôi đang tìm một cái đèn để thi thoảng lên live stream hát hò văn vở. Tìm trên Shopee phân vân kích cỡ mãi thì quyết định đặt em đường kính 30cm này về. Đây là nhân vật chính của chúng ta, cái hộp to chà bá luôn. Bên trong thì bao gồm một cái đèn này, một cái kẹp điện thoại có thể xoay ngang dọc xiên xẹo tùy ý luôn. Sợi dây USB cấp nguồn này thì dài tầm 1,5m, còn đây sẽ là cụm công tắc điều chỉnh của đèn nhá. Em đèn này thì có bộ phận chân đỡ khá là dài, có thể kéo cao được tầm hơn 2 mét lận để mọi người có thể sử dụng tùy vào mục đích khác nhau mà có thể thay đổi kích cỡ nha. Đây sẽ là hai chốt để tăng giảm chiều cao của đèn. Giờ tôi sẽ ráp các bộ phận vào để thử đèn luôn cho nóng. Khi cấp nguồn điện thì đèn xanh dương này sẽ sáng, chúng ta có thể bật được đèn lên. Đây sẽ là lúc chuyển các màu của đèn để thay đổi, bao gồm ba màu là trắng lạnh, vàng nhạt nhẹ và màu vàng ấm mạnh. Tôi thì thích màu vàng nhạt nhẹ là nhất, trông ảo ma và xinh xẻo hơn hẳn. À, các ông có thể tăng giảm độ sáng của đèn bằng cách ấn nút cộng trừ đấy nha. Có 10 mức độ sáng khác nhau bởi mọi người tha hồ mà lựa chọn chụp ảnh hay lên hình khi livestream. Giờ chỉ cần bật đèn rồi kẹp cái điện thoại vô lên nữa là chả biết trở thành idol gì trẻ tốt tốt từ bao giờ cũng nên ạ. Một em đèn quá ok để livestream hay làm phụ kiện bán hàng chụp ảnh sống ảo ngon bổ rẻ. Tôi thì phải để em nó 5 sao thôi. Link mua Shopee của sản phẩm này tôi để ở phần mô tả video cho mọi người cùng tham khảo nhé.